Đàm Tùng Vận công khai thân mật bên tình trẻ kém 5 tuổi, đẹp đôi như nào mà được ủng hộ nhiệt tình. Khoảnh khắc Đàm Tùng Vận thân mật bên tình trẻ kém tuổi khiến dân tình dậy sóng. Đàm Tùng Vận tình bệ bình bên đàn em kém tuổi. Màn nên duyên của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong dự án ngôn tình chuyện thể Em đẹp hơn cả ánh sao nhận được sự quan tâm cực lớn của đông đảo khán giả. Ngay từ khi dự án khởi động cho đến thời điểm hiện tại, dù phim đã đóng máy được một khoảng thời gian tương đối dài, nhưng mỗi lần xuất hiện thông tin bất kỳ liên quan tới phim đều thu về lượt tương tác khủng. Cách đây không lâu, để ăn mừng bộ Em đẹp hơn cả ánh sao chính thức vượt mốc 1 triệu lượt đặt trước trên nền tảng Tencent, đoàn làm phim đã tung ra những cảnh quay ngọt ngào, Đàm Tùng Vận chơi bóng rổ cùng Hứa Khải. Trong video, Hứa Khải đã chủ động nắm tay đàn chị để hướng dẫn cô cách chơi, sau đó ôm cô lên để nữ diễn viên ném bóng giữa không trung. Hứa Khải dạy Đàm Tùng Vận chơi bóng rổ, sau đó vì đàn chị than rằng anh cao quá, cô không ném bóng được, Hứa Khải đã bế Đàm Tùng Vận, nên để đàn chị trải nghiệm cảm giác ném bóng từ trên cao. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải trong chương trình Xin Chào Thứ Bảy, khoảng cách chiều cao chênh lệch 25cm, hệt như chuyện ngôn tình giữa một người 1m87 Hứa Khải và 1m62 Đàm Tùng Vận, từng được dân tình bàn tán sôi nổi trên mạng. Tương tác thân thiết của hai ngôi sao khiến toàn dân mạng gần như tan chảy, thích thú không thôi. Có nhiều người dù biết rằng rất khó có khả năng Hứa Khải và Đàm Tùng Vận phim giả tình thật, nhưng vẫn muốn đẩy thuyền, ship bất chấp. Trước đó, khi Hứa Khải cùng Đàm Tùng Vận tham gia chương trình Xin Chào Thứ Bảy để tuyên truyền cho phim, chênh lệch chiều cao 25cm hệt như ngôn tình của hai người cũng đã gây ra một trận náo loạn giữa những người dùng mạng. Em đẹp hơn cả ánh sao chuyển thể từ tiểu thuyết giữa chốn phồn hoa gặp được người của cựu Nguyệt Hy. Nội dung phim kể về câu chuyện tình yêu giữa hành trình trưởng thành của nữ nhân tài ngành khoa học kỹ thuật kỹ tinh Đàm Tùng Vận và vị giám đốc trẻ Hàn Đình Hứa Khải. Mặc dù đoàn làm phim đã sớm làm công tác quảng bá cho Em đẹp hơn cả ánh sao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.